Minasan konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học từ mới cấp độ N3, video số 7 của học tiếng Nhật Cosmos. Ở video số 7 này, chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu về các động từ từ số 147 đến 170 của phần sách Mimikara Oboe Deru N3. Từ số 147 đến 170 là những động từ nào? Chúng ta cùng nhau điểm qua các động từ mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Đầu tiên là utsusu. Tiếp theo là omoidasu, osowaru, moshikomu, kotowaru, mitsukaru, mitsukeru, tsukamaru, tsukamaeru, noru, noseru, oriru, orosu, naoru, naosu, naoru, naosu, nakunaru, nakusu, umareru, umu, deau, tazuneru và tsukiau. Với các động từ này có thể là một số những động từ như naoru hay là naosu này các bạn đã làm quen rồi. Nhưng hôm nay một lần nữa ở đây video này chúng ta sẽ tổng kết các động từ đó và xem có những cách sử dụng gì đặc biệt nhé. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu động từ đầu tiên là utsusu. Đó là tả, nghĩa là chụp hoặc là chép gì đó đúng không ạ? Utsusu. Utsusu này là tha động từ, do đó đằng trước sẽ trợ động từ o. Ví dụ, shashin o utsusu là chụp ảnh. Subarashi fuke o shashin ni utsushita, nghĩa là chụp bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Thì fuke là phong cảnh, chụp phong cảnh thì dùng trợ từ o. Và chụp vào bức ảnh đó thì dùng là shashin, cộng với trợ từ ni. Câu số 2 là gì nhỉ? Kokubang no ji o noto ni utsushita, nghĩa là chép cái chữ trên bảng vào vở. Thì khi ấy chúng ta dùng trợ từ ni, viết vào đâu đó, và chép cái gì đó thì dùng trợ từ o. Thì đó là động từ utsusu với hai nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chụp, thứ hai là chép. Omoidasu là động từ nhớ, nhớ về cái gì đó, và dùng đằng trước sẽ là trợ từ o. Ở đây có chữ tư và chữ xuất đúng không ạ? Omoidasu. Maitoshi haru ni naruto kokou nyugakusuki o omoidashimasu. Mỗi năm khi vào mùa xuân tới thì tôi lại nhớ về lễ khai giảng của trường cấp 3. Thì ở đây bạn sẽ thấy rằng omoidashimasu nhớ về những, thường nó là những cái kỷ niệm, những cái gì đó xưa cũ thì dùng với omoidasu. Wasureteita koto o kyū ni omoidashita. Tôi nhớ ra, tôi chợt nhớ ra những chuyện mà đã quen rồi đúng không ạ? Thì lúc ấy dùng omoidasu đưa cái bật cái nỗi nhớ đấy ra. Bật cái những kỷ niệm đấy ra, omoidasu. Saikin hito no namae ga nakanaka omoidasenai. Gần đây thì nakanaka, mãi mà không thể nhớ ra tên của người khác. Nhớ khi đó chính là hiện tượng của mình, wasureppoi, suốt ngày hay quên. Thì omoidasenai là chuyển từ omoidasu sang thể khả năng là omoidasenai. Omoide là danh từ, thể hiện nghĩa là kỷ niệm hoặc sự nhớ lại. I omoide ni naru, nghĩa là trở thành một kỷ niệm đẹp. Thì lúc ấy omoide mang nghĩa là danh từ, kỷ niệm. Từ số 149 ở đây là osowaru, là được dạy dỗ gì đó. Osowaru, đây là chữ giáo, các bạn có thể thấy ở đây là tự động từ. Ví dụ, この料理の作り方は母に教わりました。hoặc 母から教わりました。Các bạn chú ý nhé, 教わる. Câu này được dịch là cái cách làm món ăn này là được tôi được học từ mẹ tôi, đúng không ạ? Đồng ý là mẹ tôi chỉ dạy đó. 教える thì là tha động từ, dạy, thì còn 教わる là được học, được dạy. 申し込む là cầu xin hoặc là đăng ký, ý là những đơn xin đăng ký gì đó. Thì moshikomu, đây là chữ thân, chữ nhập đúng không ạ? Đàm phán, mà nghĩa là đàm phán, đăng ký. Party ni sanka o moshikomu, tôi đăng ký tham gia buổi tiệc. Kobito ni kekkon o moshikomu, tôi đăng ký kết hôn với người yêu. Moshikomi là danh từ. Kotowaru là chữ đoạn, mang nghĩa là từ chối hoặc cảnh báo. Kotowaru, từ chối hoặc cảnh báo là chữ đoạn, đúng không ạ? Tanomareta shigoto kotowatta, tôi đã từ chối công việc được nhờ. Tanomareta, được bị nhờ, được nhờ. Và tôi kotowaru cái việc đó đi. Chữ đoạn, tôi đoạn tuyệt cái lời đó đi thì tôi từ chối. Shakin o moshikonda ga kotowarareta, tôi đã đăng ký để vay tiền rồi nhưng lại bị kotowareta, tôi bị từ chối. Sumimasen. Sumimasen, kono shigoto wa okotowari sasete itadakimasu. Xin lỗi nhưng tôi xin phép được từ chối cái công việc này. Thì lúc ấy chúng ta chuyển sang là kotowaru, chuyển thành kotowari sasete itadakimasu. Tôi xin phép được làm cái việc đó. Đây là cách nói rất khiêm nhường ngữ đúng không ạ?
Câu số 2 ạ. Kyu yo ga dekita node, sensei ni kotowatte sōtai sasete moratta. Vì bây giờ có việc gấp nên tôi xin phép thầy giáo cho về sớm. Và danh từ ở đây là kotowari. Kotowari o iu hoặc nan ni no kotowari mon nai. Nghĩa là gì ạ? Nói cái việc lời từ chối hoặc là không có cái từ chối phàn nàn nào cả. Thì khi ấy là kotowari. Từ số 152, 153 mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây là mitsukaru và mitsukeru, nghĩa là tìm thấy, tìm ra. Nhưng mitsukaru là tự động từ, còn mitsukeru là tha động từ. Cụ thể ý nghĩa như sau: nakunatta to omotteita yubiwa ga sofa no shita de mitsukatta. Nakunatta là mất, nakunatta to omotteita, tôi nghĩ là đã mất rồi đúng không ạ? Và nghĩ về cái gì đấy thì là cái yubiwa mà tôi nghĩ là đã mất thì tôi lại tìm thấy ở ngay dưới cái ghế sofa. Cái nhẫn tôi nghĩ đã mất nhưng lại tìm thấy dưới sofa. Rất là may đúng không ạ? Rất là lucky. Kōkōsei no toki tabako sutetara sensei ni mitsukatte okorareta. Kōkōsei là gì nhỉ? Kōkōsei no toki là thời trung học. Thì tôi bị thầy giáo mắt gặp khi mà hút thuốc thì thầy đã rất là nổi cáu, nổi giận. Và tôi bị thầy cáu giận, ý là mắng chửi tôi đây vì tôi hút thuốc, đúng không ạ? Thì đó chính là tabako sutetara sensei ni mitsukatte. Mitsukatte bị sensei phát hiện ra, và okorareta bị nổi cáu. Từ số 154-155 ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu đó là tsukamaru và tsukamaeru. Tsukamaru là chữ bộ, bẫy bắt, bị tóm. Còn tsukamaeru là bắt hoặc nắm bắt vấn đề gì đó. Do đó sẽ sử dụng trợ từ o đối với tha động từ. Hannin ga keisatsu ni tsukamatta. Hung thủ đã bị bắt bởi cảnh sát. Densha de tateru toki wa itsumo tsurikawa ni tsukamatteru. Khi đứng trên tàu thì lúc nào tôi cũng nắm vào cái móc ra. Cái tsuri là cái móc, kể cả trong móc cầu người ta cũng dùng cái tsuri này. Và tsurikawa, kawa là da. Tsurikawa là cái móc ra, cái tay cầm trên tàu điện đó. Keisatsu ga dorobo o tsukamaeta. Thì keisatsu đã bắt gì ạ? Bắt tên trộm. Dorobo là trộm. Cảnh sát đã bắt được tên trộm. Từ số 156 là noru, trợ từ ga cộng với noru nghĩa là cưỡi lên tàu hoặc xe hoặc là ngựa hoặc là vào. Hoặc là noseru thì là tha động từ nghĩa là chất lên đồ gì đó hoặc chồng lên, chồng chất lên. Cụ thể như sau: mai sa densha ni notte gakkō ni kayotteru. Ở đây chúng ta có ví dụ về noru, notte nghĩa là gì? Hàng sáng, mỗi sáng thì tôi lên tàu điện và tôi đi đến trường học. Nghĩa là tôi đi đến trường bằng tàu điện đó. Koromo kuruma ni nosete gakkō made okutte ita. Nếu ở đây trường hợp là những đứa trẻ đấy chủ động đi học bằng cách là tự lên tàu điện thì ở đây là cho lũ trẻ lên ô tô và đưa chúng đến trường học. Nghĩa là chở chúng đến trường học bằng ô tô. Và khi ấy chúng ta dùng là noseru, tha động từ. Và từ đối nghĩa với nó là oriru và orusu. Tiếp theo là từ số 158, oriru. Oriru tự động từ với chữ Hán là chữ hàng, mang nghĩa là xuống xe hoặc xuống núi. Densha o oriru là xuống tàu điện. Nikai kara ikai ni oriru ở đây dùng chữ hạ, không phải chữ giáng nữa mà chữ hạ, mang nghĩa là đi xuống từ tầng 2, đi từ tầng 2 xuống tầng 1, đúng không ạ? Còn tiếp theo là kadang o oriru là đi xuống cầu thang, cũng tiếp tục dùng chữ Hán là chữ hạ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với câu keiki ga warui rashiku sata no orita mise ga oi. Keiki là tình hình kinh tế thì bị warui. Tình hình kinh tế thì có vẻ xấu đi cho nên là rất nhiều cái mise đã phải có cái hành động đó là đóng cái sata. Sata ở đây giống như dạng cửa cuốn window á, thì người ta dùng là sata. Sata ga orita, đúng không ạ? Thì đây là sata no orita mise, nghĩa là cái cửa hàng mà phải đóng cái sata đấy và nói bóng gió cho việc là đóng cửa. Tình hình kinh tế có vẻ xấu đi nên có nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Câu số 4 nhé. Nando mo tanonde yatto kyoka ga orita. Ở đây orita thì lại đi với kyoka ga oru, nghĩa là nhận được sự cho phép gì đó, giống như visa oru đấy. Thì nghĩa là tôi đã nhờ nhiều lần rồi và cuối cùng đã nhận được sự cho phép. Và từ đối nghĩa của nó là noru, từ agaru và noboru, đúng không ạ? Thì đó là những từ đối nghĩa. Từ số 159 là orosu. Orosu là lá tha động từ, ngược với oriru bần nãy, và có nghĩa là cho xuống hoặc là đi xuống cái gì đó. Takushi no kyaku ga ano ginko mae de oroshite kudasai. Xin cho tôi xuống ở phía trước của ngân hàng đó. Đây là khách của đi taxi nói rằng là cho tôi oroshite kudasai ở cái chỗ ginko mae.
và đối nghĩa là no seru, cho lên thì bây giờ là cho xuống. Tana no ue kara ni motsu o orosu. Tôi cho hành lý xuống đúng không ạ? Từ đâu ạ? Từ cái tana no ue, từ trên giá xuống. Thì đó, lúc ấy chúng ta dùng với orosu. Tiếp theo, sanse no kata wa te o agete kudasai. Hay oroshite kudasai. Đúng không ạ? Ý là gì? Ai đồng ý, ai tán thành thì giơ tay lên. Rồi sau khi giơ tay lên thì vâng ạ, rồi xin mời hạ tay xuống. Thì lúc ấy chúng ta cũng dùng với động từ orosu, hạ tay xuống. Từ đối nghĩa là tsumu, chất chồng chất lên. Ageru nghĩa là tăng lên, cho cao lên, giơ lên, đúng không ạ? Nghĩa số 3, ginko kara okane o orosu, nghĩa là rút tiền. Okane orosu là rút tiền, rút tiền từ ngân hàng hoặc rút tiền từ ATM, lúc ấy chúng ta đều dùng là orosu. Okane o orosu. Từ đối nghĩa ở đây là azukeru, gửi giao cho, giao phó, hoặc là ireru, cho phép. Dasu là nộp, đưa ra. Hikidasu là kéo ra. Và đó là những từ liên quan đến orosu. Từ số 160 ở đây là naoru. Naoru là được sửa, được chữa. Naoru này là chữ trực này mang nghĩa là sửa chữa gì liên quan đến máy móc xe cộ. Kowareta pasukon ga naotta, thì cái máy tính bị hỏng thì đã được sửa. Hatsuon no kuse ga nakanaka naoranai. Kuse là những cái thói xấu, tật xấu, và đây là những cái phát âm sai, những cái lỗi phát âm thì như nói ngọng ạ, thì mãi mà không sửa được. Thì lúc ấy là nakanaka naoranai. Các bạn có hatsuon no kuse là cái gì ạ? Âm n hay là âm dấu huyền, dấu hỏi ạ? Mình thì ngày xưa là hay bị l với n, nhưng mà sau này thì đi học lên cấp 2 rồi thì mình tự sửa. Và cái hatsuon no kuse ga naotta. Tiếp theo nhé, câu số 161 là naosu, là thay động từ. Và đây vẫn là chữ trực, do đó sẽ là chỉnh sửa, làm lại cái gì đó. Ví dụ như máy móc, thiết bị chẳng hạn. Hay ở đây là bạn này bạn chỉnh lại calavat đúng không? Thì chúng ta có từ gì nhỉ? Có câu gì ạ? Kowareta toke o naosu, nghĩa là chỉnh lại hoặc sửa lại cái đồng hồ bị hỏng. Kutsu o naosu là tôi sửa giày. Từ liên quan là shuri suru, nhưng shuri là hai chữ Hán, do đó nó mang tính lịch sự hơn, trang trọng hơn và dùng với những cái gì mà to lớn hơn. Sensei ga sakubun o naoshite kureta, thầy giáo sửa bài văn giúp tôi. Đúng không ạ? Shuri thì không dùng trong ý nghĩa này nhé. Shuri chỉ dùng trong sửa máy móc hay vật gì đó thôi. Các bạn chú ý. Necktie ga magatte imasu yo. Naoshita hou ga ii desu yo. Necktie là cà vạt bị gập kìa, chỉnh lại thì đẹp hơn đấy, chỉnh lại thì tốt hơn. Đúng không ạ? Nihongo ego ni naosu. Tôi sửa tiếng Nhật sang tiếng Anh. Lúc ấy chúng tôi cũng dùng với naosu. Vậy naosu có 4 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, sửa đồng hồ máy móc gì đó. Ý nghĩa thứ hai đó là sửa bài văn, bài viết. Ý nghĩa thứ ba là sửa những cái vật, ví dụ như là chỉnh, mang nghĩa là chỉnh, ví dụ như kiểu calavat. Hay là số 4, đó là chuyển đổi từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Và từ liên quan là shuri suru. Từ số 162 là naoru, là chữ trì. Trì này hay trị này thì có nghĩa là hồi phục hoặc là được sửa, nhưng mang nghĩa là bệnh lý thôi. Vì ở đây có bộ thủy, các bạn chú ý nhé. Nakanaka zutsu ga naoranai, mãi mà cơn đau đầu không khỏi, không được chữa trị. Thì lúc ấy chúng ta dùng naoru với chữ này. Kega ga naoru là vết thương lành. Hay byoki ga naoru là bệnh khỏi, khỏi bệnh đó. Danh từ là naori. Naori ga hayai là nhanh lành, nhanh khỏi. Naori ga osoi là chậm. Hoặc naori ga warui, không ạ, cũng mang nghĩa là lâu khỏi, chậm khỏi. Từ số 163 là tha động từ của naoru. Naosu ở đây là tha động từ của naoru. Và đây là chữ trì nghĩa là sửa chữa, nhưng chữa bằng nghĩa là chữa bệnh, đúng không ạ? Naosu. Ví dụ như cụ thể như sau. Gyoku yasun de hayaku kaze o naoshite kudasai, nghĩa là hãy nghỉ ngơi để nhanh khỏi cảm cúm nhé. Thì lúc ấy chữa cảm cúm thì dùng với chữ Hán này, chữ trị nhé. Tiếp theo, từ số 164 ở đây là nakunaru, nghĩa là chữ vong, chữ vô, nghĩa là chết, nhưng mà là tự động từ. Nakusu là làm trong cái gì đó chết hoặc mất, thì đây là tha động từ. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Shacho ga kyuzusai de nakunatta, nghĩa là giám đốc thì mất khi, hay là khi ở độ tuổi là 90 tuổi thì giám đốc mất, giám đốc qua đời. Kare wa kodomo no toki chichioya o nakushita, nghĩa là khi anh ấy là một đứa trẻ thì anh ấy đã hại chết hoặc là mất cha của mình. Thì lúc ấy là chichioya o nakusu, là mất nhá. Umareru là sinh ra, đúng không ạ? Chữ sinh được sinh ra tự động từ. Kodomo ga umareta là đứa trẻ được sinh ra. Ví dụ, sengetsu kodomo ga umareta, tháng trước đứa bé được sinh ra. Hay 1990 nendai ni
Trong những năm 1990 thì có rất nhiều những phim hoạt hình nổi tiếng được ra đời. Meisaku là những cái danh tác, những cái tác phẩm nổi tiếng về anime, về phim hoạt hình được ra đời. Thì như vậy, umaretsu này được dùng cho cả nghĩa là ra đời về con người hay là những tác phẩm, đúng không ạ? Về nghĩa bóng và lẫn nghĩa đen. Từ liên quan ở đây là tanjo suru, là sự sinh ra. Umare là danh từ, ví dụ umare wa Hokkaido desu ga 3 sai no toki kara Osaka ni sundemasu. Nơi sinh ra của tôi thì là ở Hokkaido, nhưng mà từ 3 tuổi trở đi thì tôi lại được sống ở Osaka chẳng hạn. Danh từ ở đây sẽ cộng với umare, ví dụ như Hanoi umare, tôi sinh ra ở Hà Nội chẳng hạn. Hay là sinh ra vào năm nào, ví dụ 1990 umare, tôi sinh ra vào năm 1990. Hay là tháng 7 umare, tôi sinh ra vào tháng 7. Hay là America umare, tôi sinh ra ở Mỹ, vân vân. Thì đó là cách sử dụng của danh từ umare nhé. Từ số 167 ở đây là umu, nghĩa là sản. Chữ sản nghĩa mang nghĩa sinh hoặc đẻ, tha động từ. Ví dụ, tsuma ga senjitsu genki na onanoko unda, nghĩa là vài hôm trước thì vợ tôi sinh ra một đứa bé gái rất khỏe mạnh. Niwatori ga tamago umu, nghĩa là gà đẻ trứng. Kare no noryoku ga kono shinki ryoku o unda, nỗ lực của anh ấy đã mang đến một cái kỷ lục mới. Shinki ryoku, ki ryoku là kỷ lục và shinki ryoku là kỷ lục mới. Shusan suru là xuất sản, nghĩa là lâm bồn hoặc là sinh đẻ, bằng với nghĩa là umu. Các bạn thấy rằng umu ở đây có những ý nghĩa gì? Đầu tiên là sinh ra đứa trẻ này, hay là gà đẻ trứng này, hoặc là nghĩa là đưa ra, lập ra một cái gì đó. Ví dụ như kỷ lục mới thì cũng dùng với umu. Từ số 168 đó là deau, nghĩa là sự gặp gỡ, chữ xuất và chữ hợp gặp ghép lại với nhau. Eki de guzen daigaku jidai no tomodachi ni deatta hoặc to deatta, nghĩa là tôi deatta, tôi gặp, vô tình gặp lại người bạn trong thời đại học của tôi ở nhà ga. Thì đó là ý nghĩa của deau. Koko wa ryoshin hajimete deatta basho da sou da. Câu tiếp theo, koko wa ryoshin hajimete deatta basho da sou da. Đây là cái basho, là cái nơi mà bố mẹ tôi gặp nhau lần đầu tiên, hình như là thế đúng không ạ? Thì khi ấy chúng ta dùng với sou da ở cuối câu. Và câu này là đây là nơi ba mẹ tôi lần đầu tiên gặp nhau. Danh từ của deau này là deai, sự gặp gỡ đúng không ạ? Từ số 169 ở đây là tazuneru, nghĩa là thăm, ghé thăm. Cùng với tazuneru, cùng với hiragana này thì chúng ta đã học ở với tazuneru là hỏi. Nhưng đây chữ Hán là chữ phỏng, chữ phóng này thì lại mang nghĩa là thăm hoặc ghé thăm, các bạn chú ý nhá. Tomodachi no ie o tazuneta, nghĩa là tôi đến thăm nhà bạn của tôi. Saki anata o tazunete okekusan ga irasaimashita yo. Ban nãy tôi vừa nhắc đến bạn thì có khách đến thăm đó. Và câu này được dịch là ban nãy vừa có cái okekusan đến và hỏi thăm bạn đấy, đúng không ạ? Thì saki anata o tazunete okekusan ga irasaimashita yo, đúng không ạ? Hōmon suru là thăm hỏi, lịch sự hơn tazuneru, các bạn chú ý nhé. Từ số 170 là tsukiau, đó là chữ phó với chữ hợp, nghĩa là kết hợp, giao tiếp, liên kết hoặc hẹn hò. Đối với người yêu thì chúng ta dùng tsukiau, đúng không ạ? Gặp nhau deau khi nào, gặp nhau lần đầu tiên khi nào, và sau đấy thì chính thức là từ bao lâu thì tsukiau, bao lâu thì sẽ hẹn hò, thì lúc ấy dùng tsukiau. Ví dụ đầu tiên, tonari no ie no hito to stashiku tsukiateru, thì tôi đang hẹn hò hay là tôi có mối quan hệ thân quen, thân thuộc với người hàng xóm của nhà tôi. Và câu này nghĩa là gì nhỉ? Tôi đang có mối quan hệ thân tình, tsukiateru với gì ạ? Người hàng xóm của nhà tôi, chứ không phải là hẹn hò với người hàng xóm đâu nhé. Phải tùy trường hợp ạ. Câu số 2, senshu no duyobi wa joshi no golfu ni tsukiawasa reta. Tôi đi chơi, đúng không ạ? Được đi chơi, được hẹn hò, được kết nối với cấp trên trong cái buổi mà đi chơi golf này. Ý là thứ bảy tuần trước tôi đi chơi golf cùng với cấp trên của tôi tsukiawasa reta. Tôi là được như thế đúng không ạ? Tôi được như vậy đúng không ạ? Câu số 3, ý nghĩa số 3 ở đây mới là hẹn hò thật đấy ạ. Kareda wa tsukiatte 5 nen me ni kekkon shita. Họ đã kết hôn sau 5 năm hẹn hò, tsukiatte. Và từ liên quan ở đây là kosai suru. Kosai chiu đó là trong in relationship ấy, giống như trên Facebook ạ. Thì lúc ấy người ta sẽ dùng chữ giao, chữ tế này. Và như vậy chúng ta vừa tìm hiểu các động từ từ 147 đến 130. Các bạn cùng mình điểm lại các động từ này và nhắc lại qua những ý nghĩa chính của nó nhé.
Utsusu là chụp ảnh, omoidasu nhớ ra, osowaru là được dạy dỗ, moshikomu là đăng ký, kotowaru là từ chối, mitsukaru là được tìm thấy, được nhận ra, mitsukeru là tìm thấy, nhận ra, thao động từ, tsukamaru là bị bắt, bị tóm, tsukamaeru là bắt hoặc tóm, thao động từ, noru là leo lên cái gì đó, hoặc noseru là chất chồng chất lên, thì lúc này là thao động từ, oriru là tự động từ, mang nghĩa là xuống xe hoặc là xuống chỗ nào đó, orosu là cho xuống, naoru được chữa khỏi, naosu là chữa, chữa này là mang tính là chữa máy móc đúng không ạ, sửa chữa, naoru này là chữa bệnh, còn naosu này cũng là chữa bệnh nhưng là thao động từ, nakunaru là mất hoặc chết, nakusu là làm mất hoặc làm chết, umareru là được sinh ra, umu là sinh ra, deau là gặp, tazuneru là thăm, đến thăm. Còn tsukiau là hẹn hò, có một quan hệ giao lưu. Thì đó là các động từ mà ngày hôm nay chúng ta vừa học. Các bạn hãy cố gắng liệt kê các động từ này ra. Nếu chưa nhớ được ngay chữ Hán thì chúng ta có thể viết hiragana thôi. Nhưng hãy cố gắng ghi nhớ nghĩa của các động từ này kèm theo ví dụ của nó nhé. Ví dụ utsusu là chụp ảnh chẳng hạn thì bạn nhớ luôn là shashin wo utsusu. Omodasu thì bạn nhớ luôn là cái gì đó kineno hay cái chuyện gì đó omodasu. Bạn nhớ theo kèm, theo cụm, theo câu thì bạn sẽ dễ nhớ hơn. Và đó là cách các động từ của phần hôm nay chúng ta vừa học. Các bạn hãy cố gắng luyện tập thêm bằng cách làm bài tập trong cuốn Mimi Kara Opoeru nhé. Có vấn đề gì không hiểu hay thắc mắc thì bạn hãy hỏi lại trong nhóm kín hoặc liên hệ với học tiếng Anh Cosmos để chúng ta cùng nhau tìm ra câu trả lời. Còn hôm nay video hướng dẫn học từ vựng N3, video số 7 từ số 147 đến 170 của học tiếng Anh Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ học tiếng Anh Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ học tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của học tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến học tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hoseicho domo arigatou gozaimashita.